Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tiro qua Sidon đến gần biển Galilê giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ không biết đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoàn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ê-phê-ta, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai, nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được mà người cấm nói được. Đó là lời thầy của giới trẻ và của giới thiếu nhi của các cô, đó là cha Gioan Bosco. Ngài nổi tiếng và đạt nhiều thành quả trong việc huấn luyện và giáo dục thanh thiếu niên. Và rồi khi mà phong thánh, khi mà có dịp định phong thánh cho ngài, thì lúc đó người ta bắt đầu sưu tầm những câu chuyện, những phép lạ mà cha Gioan Bosco đã thực hiện được để xem coi đâu là những chứng cứ xác thực để đời sống đạo đức và thánh hiền của ngài. Lúc bắt đầu lập hồ sơ phong thánh thì giáo hội bắt đầu điều tra kỹ lưỡng, phỏng vấn những nhân chứng đã thấy tận mắt và bắt các nhân chứng đó phải thề sẽ nói sự thật chứ không có bịa đặt về những điều mình nói. Và sau đây là một câu chuyện, đó là có một y sĩ này nổi danh, nhưng mà khi kể ra công trình của mình thì xin giấu tên, đã đến Torino, là nơi mà cha Gioan Bosco mở trường ở đó và giáo dục trẻ ở đó. Y sĩ đó khi gặp cha Gioan Bosco thì mới nói: Người ta nói là cha có thể chứa được mọi chúng mình phải không? Thì cha Gioan Bosco mới trả lời: đúng cô. Thì cái ông y sĩ đó mới nói: Người ta đã quả quyết với tôi, họ còn nói rõ họ và tên, nói rõ những chứng bệnh, những người đã được cha chữa khỏi. Thì cha Gioan Bosco mới trả lời: Quả thực là có nhiều người tới đây để xin Đức Mẹ phù hộ chuyển cầu cho họ. Rồi nếu sau một tuần tam nhật hoặc một tuần chủ nhật, tức là một thời gian ngắn 3 ngày hoặc là 9 ngày mà mình gọi là tuần tam nhật hay chủ nhật, thì họ được khỏi, thì đó là Đức Mẹ ban ơn. Còn tôi thì tôi chẳng tham gia gì vào cái việc chữa khỏi đó. Y sĩ đó mới nói: Vậy thì xin ông cầu Đức Mẹ cho tôi. Cha Bosco mới nói: Ông bị bệnh chi? Ông y sĩ mới thú nhận là bị động kinh. Thế không có biết người bị động kinh làm sao đâu, tức là đang không bình thường vậy. Giống như là cha đang nói chuyện với các con vậy, xong rồi cái là tích tắc một cái lặn lăn ra, rồi co giật, rồi xùi bọt mép ra, rồi cắn lưỡi, vân vân. Đó là cái bệnh động kinh. Và ông y sĩ đó mới nói: Tôi bị động kinh mà nhất là từ một năm nay, thì bệnh xảy ra nhiều lắm, đi đâu cũng phải có người đi theo. Tại sao vậy? Chẳng hạn như mà đi ngoài đường mà té ra thì phải có người lôi vào để xe khỏi cán. Rồi đi bên cạnh, đi qua cái dòng suối mà té ra thì phải có người nhảy xuống để mà vớt lên.
Và đúng là một y sĩ chữa bệnh cho người ta, nhưng còn bệnh của mình lại không chữa được thì cũng khổ. Và ông cảm thấy rất là thất vọng với bệnh của mình, và đến đây để mà mong được cha Bosco chữa khỏi. Như là ông đã nghe nhiều người khác đã được chữa khỏi bệnh, cha John Bosco mới nói, vậy thì ông cũng hãy làm như người ta quen làm ở đây, đó là quỳ xuống nè, rồi đọc chung với tôi bài kinh, rồi sau đó là xin tội, rồi rước lễ, và tâm hồn có trong sạch thì cầu nguyện sẽ được thêm nghị lực, và Đức Mẹ sẽ ban ơn để yên ủi cho ông. Và ông y sĩ đó mới lắc đầu, ôi cha ơi, cha dạy làm được gì khác đi, mấy cái việc cha vừa nói tôi không làm được. Mà cha vừa nói cái gì vậy các con? Cha vừa nói đó là quỳ xuống đọc kinh chung với cha, rồi xin tội, rồi rước lễ. Thế nhưng mà ông này thì ông này nói không làm được. Thì cha Bosco mới hỏi là tại sao vậy? Tôi chẳng tin Chúa, tôi chẳng tin Đức Mẹ, chẳng tin lời cầu nguyện. Nghe vậy thì cha Bosco mới bỡ ngỡ, về ông này ông là người không có đạo hả? Cái cuối cùng thì cha cũng nói và nhờ ơn Chúa và cha nói được những lời khiến cho ông này cuối cùng đó, ông cũng quỳ gối xuống. Như vậy là ông có đạo, nhưng mà ông bỏ đạo từ lâu rồi, cho nên ông mới nói một cách mạnh dạn là tôi chẳng tin Chúa, chẳng tin Đức Mẹ, chẳng tin lời cầu nguyện. Cuối cùng thì ông cũng cảm động quỳ xuống rồi làm dấu thánh giá. Và lúc đó cha Bosco mới biết, ủa vậy ông có đạo hả? Thì y sĩ mới trả lời, tôi vẫn còn nhớ làm dấu, mà dù là tôi đã bỏ 40 năm nay rồi mà tôi vẫn còn nhớ. Rồi sau đó thì ông cầu nguyện, rồi xưng tội, rồi rước lễ. Và ông cảm thấy bên trong mình nó có cái gì đó thay đổi. Và từ đó về sau, theo như ông kể lại cho cái tòa phong thánh đó, hết luôn, không còn bị động kinh nữa, không còn bị nguy hiểm nữa. Và rồi sau đó thì ông thường đến trước cái tượng Đức Mẹ phù hộ ở trong cộng đoàn đó để mà cầu nguyện và tạ ơn. Và khi mà phong thánh thì ông đến kể lại câu chuyện của mình. Đó là một câu chuyện thật là hay, thật là cảm động. Nhưng mà cái hay của câu chuyện đó đó là chi? Đó là ông đã lâu rồi không cầu nguyện nữa, mà rồi đến lúc ông cầu nguyện thì lại được ngay. Và ông lâu rồi không cầu nguyện, giống như là mình nói chuyện với nhau đó, thì người này nói người kia nghe, rồi người kia nói người này nghe. Các con có bao giờ mà nói chuyện với ai mà không nghe lời các con không? Hai đứa đang chơi với nhau, giật nhau một cái, không thèm nghe nữa, bỏ đi về luôn. Nhiều lúc mình cũng làm giống như vậy với Chúa đó. Mình bỏ, không thèm đọc kinh, không thèm cầu nguyện nữa, nghỉ chơi với Chúa ra. Nhưng mà mình nghỉ chơi với Chúa rồi, Chúa có nghỉ chơi với mình không? Hỏi các con này, mình nghỉ chơi với Chúa, Chúa có nghỉ chơi với mình không? À đúng, Chúa vẫn còn chơi với mình, cho nên mình không thèm cầu nguyện với Chúa. Chúa có nói đến đâu mình không thèm nghe. Chúa bảo hãy đi lấy ngày Chúa nhận dẹp đi, hãy vâng lời cha mẹ dẹp đi, không được trộm cắp dẹp đi. Chúa nói mặc kệ, Chúa con thèm nghe. Nhưng mà đến lúc mà mình bị đau lại Chúa, thì làm sao Chúa nghe ngay? Gì đấy con của ta? Và như vậy chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm nay chứa một người bị câm điếc. Và thực sự mà nói, nhiều lúc mình bị câm, không đọc kinh nữa, câm đối với Chúa đó, không đọc kinh, không cầu nguyện nữa, rồi mình bị điếc. Là Chúa nói mình không thèm nghe, Chúa nói một đạo mình làm một nẻo, Chúa chỉ đi đường này mình đi đường khác, không thèm nghe.
Nhưng mà Chúa thì vẫn nghe, vẫn nói với mình, nói trong tiếng lương tâm và nói qua các bề trên. Và khi bất cứ khi nào mình cầu nguyện là Chúa đều nghe hết, và Chúa thương mình lắm. Và cái bài phúc âm được kết thúc bằng một câu này: người làm cho kẻ biết nghe được và người câm nói được. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta, yêu thương các con, và xin Chúa tha thứ vì những lần mình, vì những lúc mình câm không thèm nói với Chúa, rồi những lúc mình điếc không thèm nghe lời Chúa nữa. Xin cho chúng ta được mở miệng ra để đọc kinh, để cầu nguyện, mở lòng ra đến với Chúa và nghe lời của Chúa dạy. Tạ ơn Chúa là mình lì chơi với Chúa và Chúa không bị chơi với mình. Mình câm mà Chúa vẫn nói, mình Chúa vẫn nghe, mà mình biết mà Chúa vẫn nói, mình câm mà Chúa vẫn nghe, để rồi lại nối lại trong tình cha con yêu thương. Là Chúa xin cho chúng con được thực sự khỏi bệnh câm điếc của tâm hồn, để rồi khiến cho chúng con nhiều lúc câm không nói chuyện với Chúa, không nói chuyện với nhau, rồi điếc không nghe lời Chúa, không nghe lời nhau. Xin cho chúng con cũng trở nên những người lành mạnh để nói chuyện với Chúa qua cầu nguyện, nói chuyện với nhau trong tình bạn. Amen.